Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đôn đốc xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó địa bàn An Giang, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Cục Cảnh sát Giao thông thành lập 5 tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc các địa phương bố trí lực lượng thường trực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn. Các tổ này còn trực tiếp kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình kiểm tra, nếu thấy tình hình phức tạp hoặc ghi nhận tại địa bàn có nhiều quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, phát hiện có nhiều người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia mà không có lực lượng kiểm soát của địa phương, thì tổ công tác trực tiếp kiểm tra, lập biên bản vi phạm và thông báo bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương xử lý theo quy định. Kế hoạch này được thực hiện từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 và căn cứ yêu cầu thực tiễn, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ quyết định thời hạn thực hiện tiếp theo.